máy của Đức. Lên vô vô con tình 460 nha. 78cc 52 ly. Làm 5 tấc nha. Trọng lượng 7kg. Máy chính hãng của Đức nha. Mặt tiền máy bao đẹp. Rồi. Giá cả thương lượng ha. Thiết kế là y chang 660 luôn. Con này trọng lượng nhẹ mà cưa cũng hơi bị dữ ha. Rồi, ai ưng thì alo. Giá tầm trung ha. Chỉ có chảy nước miếng thôi.